Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng như thông bạch 28 năm của Hội đồng Trị sự về việc vận động cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 Yagi gây ra, Chư Tăng Ni Phật tử cả nước tích cực chung tay chia sẻ với bà con ở các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Ngoài các ủng hộ đã được thông tin, đến thời điểm này, Ban Trị sự các tỉnh Quảng Ninh, Hà Nam, Sơn La ủng hộ 300 triệu đồng. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên ủng hộ 50 triệu đồng. Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Chư Tăng Ni Phật tử thủ đô ủng hộ tổng số 320 triệu đồng. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình ủng hộ 100 triệu đồng. Tỉnh Lâm Đồng ủng hộ 100 triệu đồng. Tỉnh Nam Định ủng hộ 100 triệu đồng và 3 tấn gạo. Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội cũng đã phát động tâm thư, vận động Chư Tăng Ni Phật tử, các nhà hảo tâm trên cả nước đóng góp giúp đồng bào bị thiệt hại nặng nề trải dài khắp 26 tỉnh thành phố phía Bắc, kịp thời ứng cứu tới người dân vùng lũ.